tiếp theo tập trước tên đội trưởng của ly uyên tộc nói với tù binh nếu như ta là người sẽ nói tung tích chìa khóa bí mật của bỉ ngạn còn lại ít nhất còn có thể đổi lại được một mạng của đệ đệ ngươi tên kia gào lên ngươi vốn dĩ là nhận được lợi ích của thiên lang tộc đến diệt tộc nhung khuyển của ta cho dù đem chìa khóa giao lại cho ngươi ngươi cũng không thể nào thả đệ đệ của ta ra ta không để cho ngươi được như ý đâu tên kia đáp lại ngươi nhìn được ngược lại cũng là triệt để dù sao ta đã tìm được một cái rồi cái còn lại cũng có thể tìm ra được nếu đã như vậy cũng không cần phải giữ ngươi lại làm gì nói rồi chém một phát xuống người tên kia tên nhung khuyển kia gào lên ca ca thằng kia gào lên ôn ào cái gì tiếp theo là đến lượt ngươi người cuối cùng của tộc nhung khuyển he he trên tay ngươi cầm chính là chìa khóa bí mật bỉ ngạn đúng không lúc này có người đi đến nhìn thấy tà thần tên kia liền hỏi ngươi là ai tà thần trả lời cái này thì ngươi không cần phải biết ngươi biết điều một chút thì giao chìa khóa bí mật ra đây cho ta ta có thể có thể giữ lại toàn thây cho người. bọn kia nổi điên lên quát thằng nhãi danh này từ đâu ra lại dám uy hiếp ly uyên tộc của ta bắt lấy cái thứ không biết trời cao đất dày này lại cho ta vâng thế là có ba bốn tên xông lên ta thần lấy hỏa diễm ra rồi nói thật ra không cần thiết phải phí lời với các ngươi trực tiếp động thủ là được rồi nói rồi ném ngọn lửa về phía mấy tên tộc ly uyên lập tức bọn kia bị thiêu chết a à, a à, à. đội trưởng cứu ta với tên đội trưởng kia ngạc nhiên hỏi tên này một chút hơi thở bỉ ngạn cũng không có tại sao lại có thực lực như vậy tà thần ngoắc tay về phía tên đội trưởng nói trong đám người này cũng chỉ có ngươi vẫn xem là có chút bản lĩnh đến đánh vài chiêu để ta luyện tập thế nào tên kia vung đao lên rồi nói đừng có quá ngông cuồng có biết tín vật bỉ ngạn không sao ngươi có thể đánh lại thúy loan đao nhất trùng thiên của ta được nói xong chém một đao về phía tà thần tà thần lạnh giọng hỏi hửm giỏi đến cỡ nào hắn khẽ giẫm chân một cái một tầng băng hiện lên ngăn chặn đao ý tên đội trưởng la lên vẫn chưa xong chưa xong thế nhưng tà thần đã rút một phát vỡ mồm thằng này tiếp đó tà thần xách đầu thằng này lên rồi nghĩ xem thử hắn biết những chuyện gì hửm có chút giá trị thế rồi thiêu đốt tên này thành cho chìa khóa bí mật bị ngạn ta lấy nhé bên này tên nhung khuyển đang quỳ trước mặt thi thể tên kia rồi nói ca ca tà thần lại nghĩ người của tộc nhung khuyển đều chết hết rồi đúng không chỉ còn lại một người sống có thể xem thử ký ức tung tích còn lại của chiếc chìa khóa bí mật bỉ ngạn này tên kia chủ động nói lục sa châu ở hướng tây nam trong một ngọn núi nhỏ thấp nhất có một sơn động chiếc chìa khóa bí mật bỉ ngạn còn lại ở đó bên trong có cơ quan nhưng với thân thủ của ngươi khó mà phá giải được tà thần ngạc nhiên hỏi hửm ngươi lại nói với ta như vậy sao tên kia vừa khóc vừa nói cho dù ngươi có mục đích gì ngươi đều đã giết kẻ thù của ta chìa khóa bí mật bỉ ngạn này xem như là báo ơn rồi tà thần lại nhích đứa trẻ này ngược lại là chủ động không cần phải tốn sức lực điều tra ký ức của hắn thế là hắn hỏi vậy ngươi còn có gì người kia đứng lên sau đó từ từ đi đến trước mặt tà thần tà thần hỏi tên này tiểu tử ngươi muốn làm gì tên này trả lời đại nhân người lợi hại như vậy có thể đưa theo ta dạy cho ta một nửa chiêu thức được không ta ly uyên tộc và thiên lang tộc giết hết toàn tộc của ta ta muốn báo thủ tà thần chừng mắt nói lá gan cũng lớn đấy có biết ta giơ tay cũng có thể bóp chết ngươi hay không tên kia giật mình sau đó buồn bã nói quả nhiên là ta đã ảo tưởng rồi được rồi làm phiền đại nhân giết ta đi tộc nhung khuyển chết hết rồi ca ca cũng chết rồi chỉ còn lại một mình ta sống cũng bị người khác mắng chửi là sao trổi có lẽ ta khác chết người của toàn tộc rồi tà thần nhớ lại khác chết mẹ của mình ép cha của mình bị điên thật đúng là đồ sao trổi còn xưng là tà thần gì nữa thật đúng là nực cười một thân tà khí nhìn thôi cũng thấy xui xẻo một mình sống trên đời này ngược lại cũng giống với tình cảnh ban đầu của mình tà thần cười phá lên ha 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 ngươi có phải là sao chổi hay không ta nói mới tính ngươi muốn báo thủ muốn báo thủ ta có thể thành toàn cho ngươi tên nhung khuyển kia nói cảm ơn đại nhân ta là người có tác dụng trong tộc của ta trước đây có lưu truyền một loại thủ đoạn làm yếu đi dương hồn của đối thủ mặc dù ta chỉ nghe ca ca nói được đại khái nhưng có lẽ là có tác dụng với việc sau này người đi vào bỉ ngạn tà thần gật đầu hài lòng không tệ ta tên là tà thần ngươi tên gì tên kia trả lời ta tên tiểu quang tà thần liền nói trước tiên đem chìa khóa bí mật bỉ ngạn còn lại tìm cho ra tiểu quang tán thành được tà thần nhìn về phía tên nằm trên đất rồi nói xem ra cũng không sống lại được nữa đi thôi nói rồi phóng hỏa thiêu cháy cái xác tiểu quang tán thành ừm tà thần lại nghĩ không biết chúa tạo thế có phải là đạt đến bỉ ngạn rồi hay không mình vẫn đang dừng lại ở đoạn thứ ba phải cố gắng tăng tốc độ rồi sau tháng sau biển chân ý la chính vui vẻ nói với lang sương cuối cùng cũng sắp vượt qua được đoạn thứ 9 rồi có lẽ rất nhanh sẽ đến bỉ ngạn đúng không lăng xương xác nhận không sai la chính ngươi nhìn kìa phía trước đều kìa phía trước đều có thể nhìn thấy lục địa rồi đoạn thứ 9 độ khó rất lớn mọi người đều hình thành đội ngũ đi về phía trước chúng ta đi theo thuyền phía trước tiến vào là được la chính tán thành được sau đó lăng xương nhắc nhở mọi người cẩn thận trước đoạn thứ 9, gọn sóng sẽ càng lúc càng lớn nếu không giữ vững được thuyền của mình thì mời trở về cho la chính cảm thán gió càng lúc càng mạnh hơn rồi, nhất định phải ăn một viên hồn đan. Lúc này, đã có người bị ngã xuống. La Chính liền hỏi, mỗi lần xung kích bỉ ngạn có phải đều có có rất nhiều người chết đúng không? Lăng Sương trả lời, bây giờ là đỡ nhiều rồi đó. Ta nghe bà ngoại nói, rất lâu trước kia, số lượng hồn đan cực kỳ ít. Dương hồn chết trong đoạn thứ 9 không thể đếm xuể. Người có thể vào bỉ ngạn đều là vạn người mới được một người. Đột nhiên, La Chính ngẩn người ra hỏi. Phía trước đó là, Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!